Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Subwoen. Thì hôm nay mình sẽ test thử chất âm của ba con cũng rất là quen thuộc luôn, chỉ có một con là mới thôi. Thì con mới ở đây của chúng ta là Bowflex nè mọi người. Đây là con Bowflex mới ra của Bose. Thì mình đang trên tay thử test thử chất âm của con này so với những con khác thì nó sẽ so như thế nào. Thì con này nó có một số cái thế đứng thì chỉ đứng như vậy hoặc là để nằm như vậy nè mọi người, chứ nó không có để dọc được nha. Nhưng mà do là cái đế này của nó thì thứ nhất là nói về cái lớp cao su ở ngoài thì lớp cao su này khá là dễ dính lông chó mèo nên thành ra mọi người thấy nó sẽ hơi dơ. Thì mình cũng đã phủi trước rồi, nhưng mà kìa cái thế đứng á thì ở đây nó sẽ có hai cái miếng gồ lên nè, thì để chúng ta đặt lên đây. Nhưng mà nếu mà cái chỗ chúng ta nó không có được cứng lắm thì nó sẽ giống như cái này, nó sẽ bị nó. Thì chúng ta sẽ test với lại Emberton, Marshall Emberton. Và ở đây sẽ là jack 4, CPU jack 4 nha mọi người. Thì chúng ta sẽ xem thử chất âm của ba em này xem như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới phần test sau. Rồi, thì đây mình đã kết nối ba em với nhau. Thì chúng ta sẽ thử xem coi là chất âm của từng con so như thế nào nha mọi người. CPU jack 4 sẽ giảm thử volume xuống còn tầm 70%. Thì vừa rồi mình đã thử test một bài acoustic và một bài remix. Thì theo như mình thấy ban đầu thì mọi người có thể thắc mắc là tại sao button nó hơi nhỏ. Thì mọi người có thể hỏi là trên này liệu mình có tăng volume nó có ảnh hưởng không. Thì nhỏ là mình chỉnh đó mọi người. Đó, nó vẫn đồng bộ luôn. Đó, nó đồng bộ nha. Nên thành ra là nó nhỏ là nó đơn giản là nó nhỏ thôi, chứ không phải là do mình chưa chỉnh ở đây rồi phải chỉnh ở đây nữa. Nó đồng bộ với điện thoại luôn nha mọi người, nên thành ra là không có bị ảnh hưởng nếu mà mình chỉnh nó trên kia đâu. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thử tới một bài bass xem như thế nào nha. Marshall Emberton volume cũng tầm 70%. We'll be right back.
Thank you.